người dắt thì có vẻ là người dắt này là chuyên nghiệp rồi, nên là thần thái là rất là tự nhiên, không có hồi hộp. Cứ thi một lần hai lần là thần thái nó sẽ tự nhiên ngay. Sau một lần hai lần thì sẽ tự nhiên. Rina, Trương Văn Hưng. Cuộc thi Chó làm việc Việt Nam lần thứ 7 này thì được tài trợ bởi Việt Đức Pet, Canxi Nano và Chibi Powder. Rồi, xong phần thi có dây và đến phần thi không dây. Cho đến bây giờ thì 5 con chó đã thi xong thì đều rất là tốt. Đây là con thứ 6 của buổi sáng ngày hôm nay.